Hồi sáng nay thầy có giảng như thấy nó như là dạ xin thầy cho giải thích hơn cho con một chút xíu. Thí dụ con nghĩ như vậy, theo con hiểu hiểu thì mới mình thực hành được. Một đứa trẻ con nghĩ chắc là nó mà chưa ai dạy nó định danh một cái sự vật như là cái đó là cái chuông hay là cái đó là cái ly, nó chỉ nhìn nó thấy như vậy. Cái nhìn như vậy, như là nó như vậy, mình phải tập trở về như cái nhìn của một đứa con nít mà nó không biết cái đó là cái ly, mà nó nhìn nó chỉ biết như vậy thôi. Và nếu mà thí dụ mình không định danh, mình không biết cái đó cái ly, thí dụ như là một con rắn đi, mà nó là con vật mà nó giữ, nó không biết nó nhìn vậy, mà mình không nói nó định danh nó là con rắn, thì nó không biết thì nó lại nó rờ thì rủi con rắn nó cắn nó hay sao. Thì con hỏi, nếu mình nhìn cái sự vật đó mình không biết cái đó là cái ly hoặc là con rắn hay là cái gì, mình không có nêu tên, nhưng mà con nghĩ là mình chưa chưa phát hiện cái niệm thứ hai là con rắn nó dữ hay là con rắn nó hiền, nhưng mà mình phải biết cái đó là cái con rắn, thì vậy có bị dính vô cái vô ngữ nghĩa đó. Thầy không biết thầy có hiểu cái không? Dạ cảm ơn. Cái pháp á, rồi sáng thầy có nói cái pháp nó có hai, một á là pháp từ nó là vô vô, không có tên không có gì hết, nó là từ nó là nó thôi, còn mình đặt nó là vào cúc á, là như hồi sáng thầy nói là vũ mi ấy, vũ sáng là cái đó là do mình đặt ra thôi. Còn pháp từ nó là như nó là bởi vì á, khi mà pháp như nó là khác, còn khi mình cho là khác. Khi mình cho là đó, thì nó sẽ trở thành là chủ quan. Và thí dụ như thế này, bây giờ nếu mà mình biết đó là con rắn và mình đã có trước một cái khái niệm là con rắn là độc, hay là con rắn là nguy hại, thì trong lúc đó có người á, thì người ta lại có thể là người ta bắt rắn hoặc là người ta chơi với rắn, người ta ở với rắn đó không sao hết. Đó là tại sao, là bởi vì á, cái người mà họ họ không phải là họ nói là rắn gì hay là rắn hay không rắn, nhưng mà họ họ biết rất chính xác con rắn đó như thế nào. Tức là nếu mà nói một cách rõ ràng hơn nữa, tức là thấy như thì, mà cái thấy như thì có thể là lúc đầu mình thấy như thì, tức là cái quan trọng là cái tâm mình không có định, không tham sân si, không có gì trong đó, nhưng mà cũng chính nhờ cái thấy như thì đó mà qua trải nghiệm mình có thể thấy được toàn vẹn tánh tướng thể hiện của nó. Ví dụ lúc đầu mình thấy hoa cúc là khác, mà cái người trồng hoa cúc là khác, thật ra cũng là hoa cúc đó, tức là cái ngôn từ nó chỉ là hoa cúc đó, đó là cái gắn vào. Nhưng mà mình nhìn cái hoa cúc lúc đầu thì mình thấy khác, còn cái người mà trồng hoa cúc thì họ sẽ thấy cái hoa cúc nó tính chất như thế nào trồng sao, nên hoa làm sao, bao lâu thì tàn, và để họ như đó chẳng hạn vậy. Thì đó, cái mà mình thấy ra được tánh tướng thể dụng của nó, tức là bản chất thực của nó, quan trọng hơn là cái tên. Bởi vì cái tên cái người mới nhìn thì cũng là giống như cái người mà trồng bông cúc lâu đó. Hoặc là ví dụ như là bây giờ một người mới thấy một cái xe Toyota chẳng hạn, thì người đó cũng thấy vậy, có thể là biết tên xe Toyota, nhưng mà không phải là cái người một kỹ sư mà người ta làm ra cái xe Toyota đó, thì người ta muốn đặt tên gì thì đặt, và người ta thích đặt Toyota thì người ta đặt cái khác cũng được. Nhưng mà là cái tính chất của cái xe đó thì người ta thấy rất rõ. Vì vậy cho nên quan trọng là mình thấy pháp rõ ràng, tức là cái mức độ mà thấy pháp của mình
càng rõ ràng minh bạch chừng nào thì càng tốt, chứ không phải là nó là cái gì. Nhưng cái tên chỉ là cái ký hiệu để mình có thể thông báo với nhau. Ví dụ như thầy nói là thầy có nhìn thấy cái hoa cúc thì ai cũng biết hoa cúc là như thế nào, mặc dù là có thể mỗi người tưởng tượng hoa cúc mỗi khác, nhưng mà cũng có biết hoa cúc là thế nào. Thầy nói cái mà cái biết đó đấy chỉ là cái biết khái niệm, và cái biết đó nó chẳng qua chỉ là cái mà cái tên hoàn thôi. Ví dụ như bây giờ các vị lúc đầu nghe nói là thầy Viên Minh sẽ đến giảng ở đây thì có thể biết cái tên Viên Minh, nhưng mà đâu có biết gì. Người nào có nghe thầy giảng trên mạng thì có thể còn biết thêm một chút, còn nếu mà đến ngồi đây nghe thầy giảng nữa thì khi đó thấy rõ hơn. Như vậy thì cái thấy vẫn là cái chính, tức là cái thấy ra cái thực vẫn là cái chính, chứ không phải là cái tên. Còn cái tên nó chẳng qua là để mà trong cái sự trong mối quan hệ đó, trong sự tương giao đó thì không cần tên tuổi, không cần gì cả, nhưng mà trong mối quan hệ đó thì người ta phải biết tên này tên kia, cho nên khi sống trong cái xã hội đó thì người ta mới phải đặt tên. Đặt tên là để mà nói lên thì mọi người đều biết. Giả sử như trong lớp mà ông thầy ông nói một cái từ thì mọi người đều biết được. Cho nên đó, cái khái niệm hay là cái tên gọi thì nó cũng cần thiết, nhưng mà mình phải biết rõ là cái nào là cái khái, nó chỉ là ở mức độ khái niệm, ở mức độ tên gọi, còn cái nào đó thì nó mới là thực chất của sự vật. Thì mà cái quan trọng là thấy ra được thực chất của sự vật, chẳng phải là tên gọi. Thí dụ như mình bây giờ mình có thể nói là 1 triệu, 2 triệu, 3 tỷ, nhưng mà mình không có đồng nào hết. Thế thì mình phải có thực cái tiền đó, khi đó mình mới có tiền, phải không? Thế còn nếu như mình nói là mình cứ nói trên cái tên gọi không là 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu thì cũng như không, phải không? Cho nên thật ra cái tên gọi là để cho người ta biết rằng là cái đồng tiền này là 100 ngàn, đồng tiền này là 500 ngàn, đó là cái quy định với nhau thôi. Thì cái quy định trong tục đế cũng vẫn cần, cho nên là người ta nói khi một cái người mà đã, cái quan trọng là cái người đó phải giác ngộ được cái chân đế, tức là cái sự thật. Nhưng mà khi giác ngộ chân đế rồi thì người ta vẫn là không trụ vào trong cái thực đó, cũng đủ, tức là người ta không chấp vào cái thực đó để mà loại bỏ hoàn toàn cái thế giới tục đế, mà người ta vẫn ở trong thế giới tục đế, người ta vẫn là thống nhất tự tại trong cái tục đế. Còn á, bây giờ cái này cũng là sâu hơn một chút, tức là trong cái mà mình gọi là như thế á, thì thường thường là mình vẫn chưa phải là thấy như thế. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái mà nó ở giữa cái như thì là như thì tánh, tức là cái bản chất thật của nó, và cái mà khái niệm về cái tên gọi gọi là danh khái niệm, tức là cái danh cái tên gọi thôi. Giữa hai cái đó nó có một cái mà dường như là như thì nhưng mà không phải như thế. Cái đó là lúc đầu là từ cái khái niệm tên gọi trở về cái khái niệm thực tướng, rồi khi đó vượt qua cái khái niệm ngôn từ và cái tướng bên ngoài đó để mới là thấy được thực tánh của nó, là ba cái mức độ khác nhau. Thì khi mình nói là như thế, nhưng mà thực ra là chỉ mới thấy cái gọi là vật khái niệm, tức là mình có thể vượt qua cái danh khái niệm để thấy được cái vật khái niệm, nhưng mà chưa thấy được thực tánh của cái pháp đó. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình nhìn thấy một pháp để trở về hoàn toàn là như thế đó, thì trong đó có hai phần. Phần đó là phần của cái thấy và cái phần của cái đối tượng thấy. Đối tượng thấy là ví dụ như đây là cái hoa, thì mình thấy cái hoa. Thì trong thấy cái hoa đó, thường thì
Thường thì mình chỉ nắm bắt cái tên thôi, mình nói hoa cúc là xong. À, hoặc là mình nhìn qua cái là mình nói đúng hoa cúc có gì đâu mà nói. Đại khái như vậy, tức là mình chỉ là nắm bắt cái tên xong rồi á, mình cũng cần biết thực cái thực. Con người bình thường là như vậy, tức là chỉ nắm bắt cái tên xong rồi mình cũng cần biết cái thực. Nhưng mà cái tên á, nó cũng là một cái đối với con người đó, trong đời sống mà lý trí đó, của con người đó, thì cái tên cũng có một cái vị trí của nó, tức là nó cũng cần phải đặt cái tên. À, nhưng mà qua cái nhìn thực thì lúc đầu tiên là mình phải loại cái tên để mình thấy cái tướng này, sau đó loại luôn cả cái tướng đó thì khi đó mình thấy tánh. Nhưng mà nói như vậy á, thì cái hoa này nó vẫn là cái hoa này thôi, chứ không phải là cái loại cái này ra đó, thì nó ra thành cái hoa khác, rồi nó loại thêm một tầng nữa thì nó ra cái hoa khác. Cái hoa thì nó vẫn là cái hoa đó thôi, nhưng mà cái mà loại ra đó thì chính là loại ra khỏi chính cái bản thân cái nhìn của mình. Tức là lúc đầu cái nhìn của mình nó là lệ thuộc vào cái ngôn ngữ. Thí dụ giờ mình trong mối quan hệ đó, thì mình chỉ nhìn nhau cái là mình nói đây là cha, đây là mẹ, đây là vợ, đây là chồng, đây là con, đây là cháu. Tức là mình cứ quá nặng cái phần ngôn ngữ đó đi, cho mình không thấy cái thực. Sao vậy mà con người ta sống với nhau đó, mà nhiều khi có rất nhiều cái điều bất hòa với nhau đó, là bởi vì không chịu nhìn vào cái thực. Mà chị nói đó là con, cho nên nhiều khi cha mẹ dạy con mà cứ chủ quan cho rằng đó là con mình, cho là con mình, cho nên là mình cứ con mình coi mình là phải hiểu theo như thế này thế kia gì đó chẳng hạn, đây là mình chủ quan. Cho mình cũng nhìn vào cái thực của một cái pháp, con là một pháp thôi. Nó là một pháp, nó cũng như cái hoa cúc, như tất cả mọi pháp trên đời này. Nếu mình hiểu được đứa con á, thực sự hiểu được đứa con á, thì lúc đó mình mới có thể chia sẻ, mình mới có thể là cảm thông, mình có thể hiểu nó và mình có thể giúp đỡ được nó. Còn nếu mình chỉ có là con thì lúc đó mình chỉ la hoặc là mình chỉ thương yêu mà một cách chủ quan theo cái tên mà mình được đưa ra. Cho nên đó, trong cái mối quan hệ của con người đó, đôi lúc đó là đặt cái danh ngôn lên quan niệm. Thực ra hai người vẫn là hai người, ví dụ bây giờ thầy ngồi đây cũng là con người thôi, vẫn có thân tâm, vẫn mắt thấy tai nghe. Nhưng mà bây giờ các Phật tử mà nói là ông sư một cái thì tôn trọng. Thực ra đó, cái tôn trọng thực đó, tức là tôn trọng ông sư đó như là một pháp, như mình tôn trọng tất cả các pháp thì đúng hơn. Còn mình tôn trọng như thử là một khái niệm, mình cho rằng ông sư thì là tốt, tức là ông sư là thế này thế kia đó, thì chưa phải. Tức là phải là cái thực của cái ông sư đó đó thì mới được. Chẳng phải chỉ là cái ông sư không thôi là mình đã kính trọng rồi. Hoặc là có người ghét ông sư đó, thì nghe cái tiếng ông sư không là đã ghét rồi. Ví dụ như vậy thì cái đó là mình chỉ là ở ngoài cái khái niệm, mà cái khái niệm này là khái niệm mà gán ghép vào, tức là cái khái niệm mà mình đặt một cái tên. Bây giờ khi một đứa trẻ trở lại cái lúc đầu, tức là khi một đứa trẻ nó cũng nhìn mọi sự mọi vật, thì lúc đầu á, cái mình nhìn đầu tiên á, thực ra mình khi mình lớn lên rồi á, thì cái nhìn đầu tiên mình cũng giống như là một đứa bé. Nhìn đầu tiên thì nó vẫn là thực tánh pháp, tức là mình chỉ nhìn như thế nào thì mình như vậy thôi, thì mình chưa xem vào gì hết. Nhưng mà qua một quá trình học hỏi rồi kinh nghiệm rồi kết luận rồi quan niệm rồi đủ thứ, thì lúc đó mình nhìn không còn là nhìn thực nữa, mà lúc đó mình nhìn qua quan niệm, qua thành kiến, qua những cái ngôn ngữ, cái khái niệm ngôn ngữ mà mình đã có trong đầu mình. Tức là cái kiến thức, mà kiến thức thực ra đó là một số những cái khái niệm về ngôn ngữ.
Cho nên á, là ở nơi trẻ thơ đó, thì lúc đầu nó vẫn thấy trực tánh, cũng người lớn cũng vậy, lúc đầu là thấy trực tánh. Nhưng mà trẻ thơ đó, thì sau đó là chị mới hình thành cái vật khái niệm đó, tức là nó phân biệt vật này với vật kia trên cái tướng của thực vật đó, thì cái đó vẫn là vật khái niệm, tức là đã có khái niệm rồi đó, chứ chưa phải là không có khái niệm. Mặc dù là nó chưa biết cái gì, nó vẫn là hình thành khái niệm. Cái khái niệm đó hình thành theo cách này, tức là khi lần đầu nó thấy cái hoa thì hoàn toàn là mới mẻ, lần sau đưa lại cái hoa đó thì nó nhận ra, lẽ ra nó cũng phải thấy nó thấy một cách mới mẻ mới đúng. Bởi vì cho dù là cái hoa này, nhưng mà ngày mai đưa lại cái hoa này, đừng nói là ngày mai, nếu mà một cái người mà vi tế đó, thì chỉ một sát na sau mà đưa lại là khác, là khác rồi. Trong cái sự vô thường của nó, sự biến đổi của nó, thì một sát na sau đó, bởi vì mỗi sát na là đã có sinh trụ nghiệp rồi, thì đã sát na sau đó, là đã khác rồi. Nhưng mà mình thì chưa thấy cái điều đó, nhưng giờ mình cho là ngày mai đi, ngày mai mình đưa lại cái hoa đó, thì lẽ ra là nó phải nhìn cái hoa đó như là mới hoàn toàn, thì nó lại đem cái hình ảnh của cái hoa mà ngày hôm qua đó tới. Cho nên đó, nó nghĩ là nó biết rồi, mặc dù nó vẫn chưa biết cái hoa đó là tên hoa cúc, tức là chưa có cái danh khái niệm. Nhưng mà vật khái niệm đó, thì nó vẫn đã có hình thành rồi. Cho nên đó, khi nó nhìn lại thì nó vẫn là tùy cái mà vật khái niệm của cái cũ nó che lên cái mà cái vật đang là, cho nên mình vẫn không thấy được đang là. Mà chính cái quá trình mà cái mà cứ mình cứ lấy cái này che lấp lên cái kia, rồi cái kia che lấp lên cái nào, càng kinh nghiệm, càng là hình thành kinh nghiệm á, là hình thành khái niệm. Khái niệm á là chỉ thấy qua hay là nghe qua, nhưng mà kinh nghiệm á là đã hình thành khái niệm. Khi mình đã hình thành khái niệm rồi thì luôn luôn là mình nhìn mọi sự là kèm theo cái khái niệm quá khứ. Thực ra cũng tốt, tức là nếu như cái quá khứ đó nó không phải là một cái mà hoàn toàn biến mất, thì cái nhìn lần thứ hai có thể là lấy thêm được một số thông tin, thứ ba lấy thêm được một số thông tin, cho đến khi cái nhìn về cái sự tướng bên ngoài ít nhất là nó cũng tăng tương đối, là mình cho là hoàn thiện đi. Thí dụ bây giờ thầy đưa cái ly này lên, thì những người trước thầy á là chỉ nhìn phía bên ngoài thôi. Nhưng mà đó là lần thứ nhất. Bây giờ lần thứ hai á, thầy xoay lại thì các vị lại thấy thêm một lần nữa, do đó mới hình thành một cái ly là nó có hai mặt. Hay là cái tay này bây giờ thầy đưa tay này thế này thì các vị thấy, đưa thấy phía bên này nữa thì các vị thấy nữa, thì sẽ thấy bật tay là hai mặt. Cho nên á, khái niệm là cần thiết để hoàn thành cái nhìn sự vật, ít nhất là trên cái sự tướng của nó. Nhưng mà như vậy là vẫn chưa thấy được bản chất của nó. Nhưng thấy bản chất của nó đó, thì không phải là mình phải làm sao để mà mình thấy ra được bản chất, không cần thiết phải như vậy. Mà cái đồ thấy bản chất đó, là nó tùy thuộc vào cái thấy của mình, tức là tùy thuộc vào cách thấy của mình, tức là cách thấy qua ngôn ngữ, qua cái tên gọi, qua cái nhãn hiệu, hay là thấy qua cái tướng của nó, hay là thấy với một tâm hoàn toàn trong sáng, như hồi sáng thầy nói đó, tức là cái tâm đã trở về quy y Phật, tức là trở về với một cái thấy, cái nghe hoàn toàn sáng suốt. Khi mà trở về với cái thấy, cái nghe hoàn toàn sáng suốt đó, thì lúc đó mới phát ánh trung thực cái pháp đó như nó là, tức là nó đã vượt qua được cái khái niệm về danh khái niệm, và vượt qua luôn cả vật khái niệm để thấy ra được thực tánh chân đấy. Thì nhân tiện nói về trẻ em, thì
các cái nhà đạo sư lớn, ví dụ như Lão Tử, thì cũng nói là cái thấy biết mà thấy biết như thực ấy, là cái thấy biết như là con trẻ. Nói đến cái xích tự chi tâm, tức là cái tâm của một đứa con trẻ. Thực ra con trẻ đây là nói về cái tâm thôi, chứ không phải là nói một đứa trẻ. Mình ví cái tâm của một đứa trẻ đang còn trong sáng. Đức Chúa cũng nói vậy. Đức Chúa nói là: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại như con trẻ thì chẳng thể được vào nước trời đâu. Tức là nếu mà không trở lại như con trẻ thì cũng thể nào vào được nước trời. Thì Đức Phật đó, có vẻ như không nói đến cái con trẻ, nhưng mà Đức Phật lại hành động chứng tỏ rằng là cái tâm như con trẻ cũng là rất quan trọng. Tức là khi Đức Phật ngài đi xuất gia ấy, thì ngài tưởng là thiền định là cao nhất, cho nên ngài đi học thiền định. Và ngài học thiền định đạt đến cái chỗ thiền định cao nhất rồi, ngài thấy nó chưa phải là thực sự là thấy được thực tánh pháp, nó chỉ là cái tâm định lại thôi, chứ chưa phải là thấy được thực tánh pháp. Cái tâm định lại nó khác với là trở về với cái tự tánh thanh tịnh trong sáng. Nó chỉ là định lại do mình cố gắng giúp làm cho nó định lại thôi. Thì cái định đó nó vẫn còn bị kẹt vào định sắc giới, vô sắc giới. Tất nhiên là mình cũng có thể qua nó để mình giúp cho cái tâm mình lắng lại được, nhưng mà đó chỉ là cái định sắc giới, vô sắc giới. Định đó nó vẫn còn kẹt cho cái thấy, cho nên nó vẫn còn gọi là sắc ái, vô sắc ái. Thì Đức Phật ngài mới ra là thấy nếu mà mình định tâm lại như vậy, thì khi mà cái tâm nó định lại rồi ấy, thì nó cũng vẫn không sắc bén để mà nhìn thấy vàng pháp, cũng không thể nhập được vào pháp tánh. Nói theo ngôn ngữ như vậy chúng mình dễ hiểu. Thì Đức Phật ấy, ngài mới trở về nghĩ rằng là tại vì mình sống buông lung, cho nên mình có thể bị tham dục chi phối, do đó ngài mới tu khổ hạnh. Nhưng mà sau một thời gian tu khổ hạnh thì ngài thấy là chỉ là ép sát thôi, chỉ là khắc kỷ thôi, chứ vẫn không thể nào mà diệt được cái mầm mống của tham kiến và tham ái. Thì bỗng là cái khi mà Đức Phật dùng cái cơm của nàng Sujata dâng cho ngài rồi đó, sau mấy năm trời mà tu khổ hạnh như vậy đó, sau khi cái dùng bữa cơm thì thấy về mặt cơ thể thì thấy là nó sáng khoái, và cái tâm hồn lúc đó nó cũng là nhẹ nhàng. Thì ngài bỗng nhớ đến cái lúc mà ngài còn trẻ còn nhỏ, thì là được vua cha là đưa đi xem cái lễ hạ điền, thì ai cũng đi xuống dự cái lễ hạ điền, còn thái tử thì ngồi dưới gốc cây để mà quan sát đó, để nhìn xem đó. Thì khi nhớ lại cái tâm mà nhìn xem tất cả mọi sự việc xảy ra lúc đó, cái chính yếu là làm sao mà có thể nhìn thấy mọi sự mọi vật mà tâm không khởi động, không bị động, và cái tâm đó nó không bị ô nhiễm hay là trói buộc, không bị che lấp, để nhìn mọi sự mọi vật một cách trong sáng mà không đem đến cái hậu quả là phiền não khổ đau là được. Thế tức là bây giờ mình không cần biết là mình phải nhìn cái gì, mà mình nhìn bất cứ ở chỗ nào mà tâm không có phiền não khổ đau, tâm không có khởi động lên cái tiến trình để mà tạo ra ảo tưởng, thì Phật này nhớ lại cái tâm thét thơ đó. Và tối hôm đó ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, và chính ngày đêm cái tối đó là ngài đã giác ngộ thành một vị Phật, đã hoàn toàn giác ngộ, cho nên người Phật phải Phật hoàn nhé. Như vậy á, cái điều này nó phải có liên hệ đến cái pháp tu của mình, bởi vì á nó có ba cái giai đoạn tu tập. Giai đoạn tu tập lúc đầu thì là cố gắng tinh tấn để cho mình tốt đẹp hơn,
Nay bằng đó đó thì nay bằng tương đương với đạo Bà La Môn, bởi vì đạo Bà La Môn là tu hành để có triệu ngã trở thành đại ngã, tức là từ một cái triệu ngã giới hạn trở thành một đại ngã là hoàn hảo. À, nhưng mà thực ra giai đoạn đó thì có vẻ là tu hành rất tinh tấn, có vẻ là rất tu hành rất là nghiêm mật. À, nhưng mà đến khi mà có đạt thành cái đại ngã rồi ấy, thì vẫn là đụng phải một cái thực tại bất khả tư nghị, chứ không phải là như mình không phải là như mình cố gắng để mình hoàn hảo mình được, mà thực ra là tất cả những cố gắng hoàn hảo của mình nó cũng phải nằm trong một cái nguyên lý vận hành của hoàn pháp. Do đó đến ngang đó thì cái người mà tu tập tiếp qua một giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn đức tin. Giai đoạn đức tin tức là bây giờ hoàn toàn tin vào pháp, hoàn toàn tin vào sự vận hành của pháp. Cái giai đoạn này là giai đoạn tùy tiến hành. Tùy tiến hành tức là tùy là mình tin pháp, mà tin pháp đây không phải là tin theo kiểu mà ai kiểu gì tin nấy, không phải tin vậy. Tin mà bởi vì là thấy rõ rằng là mọi nỗ lực cá nhân của mình đều vô nghĩa, nỗ lực cá nhân của mình có thể làm hoàn hảo tới đâu thì nó cũng vẫn không vượt qua được cái bất khả tư nghị của pháp. Giống như câu chuyện mà nói là Tôn Ngộ Không mà nhảy một nhảy tức đâu là thoát ra khỏi bàn tay của Phật rồi, nhưng mà cũng thoát ra khỏi. Cũng như một người nghĩ rằng là có thể tạm tác làm đủ thứ để mình có thể là trở thành một người hoàn hảo, nhưng mà cũng không thể được, bởi vì nó vẫn nằm trong sự vận hành của pháp thôi. Cho nên đó, có thể là tạm thời là không còn cái ngại, nhưng mà vẫn chưa vượt qua được pháp. Tức là biết cái ngã mình là giới hạn là vô nghĩa rồi, nhưng mà không vượt qua được, không thể nào cái ngã đó có thể là vượt qua được cái pháp. Cho nên á, khi người đó bắt đầu là có một cái niềm tin đối với đạo Phật á, thì mình gọi là niềm tin ở nơi pháp. Còn giả sử như đối đạo Thiên Chúa đó, thì người ta tin giao phó cho hoàn toàn cho Thượng Đế. Thực ra ít ai có được cái đức tin đó. Đức tin đó phải là một đức tin mà của một cái giai đoạn tinh tấn đã thấy ra được là cái bản ngã đầu hàng rồi. Cái bản ngã nó đầu hàng pháp rồi. À, cho nên mới là có đức tin đó. Chứ còn cái đức tin mà ví dụ như mình tin là vì mình là mong cầu một cái đấng toàn năng nào đó để mà có thể giúp mình cái này cái kia, thì cái đó vẫn còn là cái niềm tin của cái đức tin mà Đức Phật ngài gọi là tin nhiều thì càng tham, càng tin nhiều thì càng tham. Còn cái tin mà bắt đầu thấy là pháp là bất khả tư nghị, và mình chỉ có, thực ra là mình chỉ có là giao phó hoàn toàn cho sự vận hành của pháp. Nhưng mà khi mà thực sự có cái niềm tin đó, thì bắt đầu mình tỉnh táo và mình ít lăng xăng. Cho nên khi tỉnh táo ít lăng xăng thì cái tâm nó là tương đối là thanh tịnh trong sáng. Cho nên cái tâm thanh tịnh trong sáng nó mới bắt đầu nhìn sự vật, bắt đầu thấy sự vật là diễn biến như thế nào, bắt đầu thấy cái tâm của mình diễn biến như thế nào, bắt đầu thấy tất cả các pháp diễn biến như thế nào. Cho nên á, lúc đó mới là qua cái giai đoạn thực sự của đạo Phật, tức là giai đoạn trí tuệ. Giai đoạn trí tuệ là lúc đó thấy pháp như thế rồi đại thầy nói là không phải là vì tin, không phải vì tin mà cũng phải là nỗ lực cá nhân, mà lúc đó là tài thấy pháp đó là như vậy, cho nên sống như vậy. Tức là thấy pháp như vậy, do đó mới là sống tùy duyên thuận pháp. Thì cái giai đoạn đó mới thật sự là cái giai đoạn của đạo Phật. Đó là giai đoạn trí tuệ, tức là lúc đầu là giai đoạn tinh tấn, đến giai đoạn đức tin, và cuối cùng là giai đoạn trí tuệ. Đó. Nên trong cái cục về kinh ở bên Nam Tông có về kinh Samutthe, tức là chư Phật. Thì trong cái kinh mà chư Phật đó chia làm ba giai đoạn.
là giai đoạn tinh tấn, giai đoạn đức tin và giai đoạn trí tuệ. Thì thầy nói như vậy để mà để cho mình hình dung ra được cái tiến trình tu học của mình, và mình cũng xem thử là mình đang ở cái giai đoạn nào trong cái quá trình mà tu tập đó. Thế thì là cái mà nhìn như thì, cái nhìn như thì đó là làm một cái quá trình mà giống như lột vỏ, tức là mình lột lần cái ta mà dính mắc ở trong cái khái niệm tục đế, mà khái niệm về ngôn ngữ, rồi mới là còn là thấy là cái thế nó như thế nào, thì tướng thấy tướng rồi, thấy tướng nó như thế nào, thấy như vậy. Và cho đến khi mà cái tâm mình hoàn toàn lặng lẽ thì lúc đó mới phản ánh trung thực cả tánh tướng thể dụng của nó một cách là trung thực. Thì cái quá trình tu tập đó, nó là như vậy. Thì khi mà một cái người á, cho nên mới có cái câu nói rằng là lúc đầu á, cái người chưa biết tu tập đó, thì thấy núi là núi, xong là sao? Sau một thời gian tu tập đó, thì thấy núi không phải là núi, xong không phải là sao? Nhưng khi đã giác ngộ thật sự rồi thì vẫn là thấy núi là núi, xong là xong thôi, tức là cũng vẫn thấy cái hoa. Nhưng mà một người thì bây giờ là chấp cái hoa là thế này thế kia, đẹp thế này thế nọ, cho nên nó nên phiền não khổ đau. Còn một người vẫn nhìn cái hoa mà tâm không đầm không sầu, tường tài mà vô nhiễm, thì cái người đó là đạt được một cái sự an lạc, không còn bị cái gì chi phối, là cái là vậy. Cho nên á, phải hiểu rõ cái như thì đó. Nhưng bây giờ mình cũng cần phải định nghĩa như thì là thế nào, mà quan trọng là bây giờ mình trong đời sống đó, mình có cái thấy của mình đối với mọi sự mọi vật nó đang ở trong giai đoạn nào, và mình thấy cái giai đoạn đó mình chứng nghiệm để thấy rõ cái giai đoạn đó trói buộc mình như thế nào. Đó, trong mối quan hệ của đời sống thì những cái tên rất cần thiết để con gọi cha là cha, cha gọi con là con, nó rất cần thiết. Nhưng mà cũng chính cái khái niệm mà cha con đó đối buộc làm cho người ta không thấy nhau một cách trung thực, thấy trên cái bạn ngã ta, bạn ngã cha, bạn ngã con, bạn ngã chồng, bạn ngã vợ, chứ không còn là thấy nhau trong một cái sự tương giao, không bị một cái gì ngăn che, hay là không bị một cái gì mà trói buộc. Dạ, thầy tại đây thầy đã giảng cho tụi con biết rõ cái nghĩa quy y. Dạ, thì bây giờ tụi con cũng rất là rõ. Với lại thầy nói đã quy y Phật Pháp Tăng thì nó giống như là giới định tuệ. Thì theo con á, theo bát chánh đạo, cái chánh kiến thì nó có vẻ nó nói tới cái trí tuệ của mình nhiều hơn cái thấy, cái biết hiện tại bây giờ. Còn cái chánh niệm thì theo con nghĩ nó có cái hướng về định hay nhiều, và cái định, cái chánh niệm á thì cũng bây giờ ở đây, tại vì nhiều con niệm con để quyết tâm vô cái đó thì con không hiểu, là thầy có thể giải cho tụi con biết là cái chánh kiến với chánh niệm nó có gì khác nhau không? Tại vì tất cả đều là sống bây giờ ở đây. Phải rồi, cái đó là cái bắt đầu là vào cái cốt lõi của vấn đề đó. Bởi vì ở đây khi mà thầy giảng thì thầy không có ý là muốn giáo lý, mà ở đây là thầy chỉ muốn chỉ ra cái thực để mình thấy ra, mà mình có thể là khi mình thấy ra rồi đó thì mình theo cái thực đó để mình sống. Bây giờ mình chỉ lấy lại cái cốt lõi đó, bởi vì chính Đức Phật Ngài cũng nói rằng là giáo pháp của Ngài đó, một người mà học giáo pháp của Ngài thì cũng giống như một cái người mà đi tìm loại cây. Nếu một cái người vào trong rừng mà tìm loại cây mà là cứ đem cành lá về thì không bao giờ thấy được loại cây. Rồi cái người còn khá hơn chút là bỏ cành lá đi, nhưng mà lại là đem cái vỏ hay là đem cái giác về thì cũng không phải là loại cây. Thì người đó chưa thấy loại cây. Mặc dù giáo pháp của Đức Phật thì rất nhiều như vậy, nhưng mà mình phải tìm ra được cái cốt lõi của Phật pháp đó,
Thì đây chính là cái vấn đề cốt lõi của Phật pháp. Bởi vì cái nguyên lý đó, cái nguyên lý là như thế này. Con người mình đó, tại sao mà bất an? Đơn giản là con người là an hay bất an thôi. À, cho nên cái câu hỏi mà rất là cốt lõi của Huệ Xã đó, là tâm con bất an, làm sao tốt an cái tâm cho con. Đó là câu hỏi rất là cốt lõi. Thế thì là thực ra con người ấy, chỉ có an với bất an thôi. Phải không? Bất an ấy, thì nó mới đau khổ. Nhưng mà tại sao bất an? Bất an ấy, là bởi vì không đi đúng trình tự bằng hành của pháp là bất an. Không đi đúng trình tự bằng hành của pháp là thế nào? Là thay vì là mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ thì mình lại sống trong quá khứ, tức là mất trật tự vận hành, phải không? Hay là mình sống trong vị lai, tức là mất trật tự vận hành. Hay là mình bị chi phối bởi ngoại cảnh, cũng là mất trật tự vận hành, phải không? Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, bỗng nhiên nghe ngoài kia la hét, thì mình không còn nghe gì nữa. Lúc đó là mình chỉ nghe la hét, rồi mình tưởng tượng ngoài đó bị cái gì, mỗi người tưởng tượng mỗi thứ. Cho nên đó là bị cái bên ngoài chi phối. Tức là có ba cái yếu tố làm cho mình bị đánh mất cái mà trở về sống trọn vẹn với thực tại. Mà sống trọn vẹn với thực tại mới là sống. Còn nếu mình sống trong quá khứ thì coi như không phải sống. Không? Mình sống trong tương lai thì cũng coi như không phải sống. Và mình bị chi phối bởi bên ngoài mà mình không trọn vẹn được với chính mình thì cũng coi như không phải sống. Phải không? Đó là lý do vì sao mà Tổ Đạt Ma nói là đưa tâm để ta an cho, tức là điều Huệ Khả phải trở về lại với chính mình. Đó. Thì khi mà Huệ Khả trở lại được với chính mình rồi đó, thì từ dạ tổ đi. Sau đó hai thầy trò có một dịp gặp lại, thì Tổ Đạt Ma mới hỏi Huệ Khả là từ đó đến nay người làm gì. Thì Tổ Huệ Khả nói rằng là liệu thường tri. Liệu thường tri tức là luôn luôn tròn vẹn, trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình trong cái thực tại đó. Là liệu được thường tri, tức là thấy biết rõ ràng minh bạch. Nói đơn giản theo Đức Phật thì dễ hiểu hơn được. Và Đức Phật này trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, chứ không có để cho cái ta ảo tưởng xem mà. Đó là cái là vậy. Như vậy đó, cái câu hỏi mà trở về với thực tại, trở về với thực tại như thế nào đó, thì đó là câu hỏi cốt lõi. Cũng như nói là câu hỏi mà nói là tâm con bất an làm sao mà an, thì đó là câu hỏi cốt lõi. Thế thì mình bây giờ mình phải hiểu tại sao mà lại là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Thì lắng nghe thầy sẽ giải thích cái đó. Bây giờ thầy nói là cái mất trật tự trước. Chúng ta sống mất trật tự, chính cái sống mất trật tự này đó làm cho vấn đề, mọi vấn đề trở nên rối loạn và phức tạp ra. Cho nên đó, càng ngày cái ngũ uất nó trồng chất. Tức là cái ngũ uất là gì? Ngũ uất tức là khởi lên một quá trình tạo tác trong ảo. Cho nên nó mới mất cái thực đi. Ví dụ như mình nghĩ về quá khứ, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi hay là thích thú gì về quá khứ, tức là mình đã tạo ra một quá trình ngũ uất. Hay là mình nghĩ tương lai phải thế này, phải thế kia, là một tạo ra một quá trình ngũ uất. Hoặc là mình nhìn cái hoa, đấy là hiện tại, chứ không phải quá khứ, nhưng mà nhìn cái hoa mà cái hoa mà lẽ ra nó phải nhỏ hơn một chút nữa thì đẹp. Hay là có người thì lại nói khác, lẽ ra nó to hơn chút nữa thì đẹp. Tức là mình không thấy, không tròn vẹn với cái thực tại đó, mà mình cứ bị chi phối bởi quá khứ, bởi tương lai hay là bởi bên ngoài. Khi bị chi phối đó thì mình không còn, thì mình đánh mất mình, đánh mất cái thực tại đang là, mà là lúc đó là một, không phải là một thực tại nữa, mà là một thế giới ảo. Tức là mình đang sống trong thế giới ảo. Cho nên trong thiền người ta gọi là quý sinh mộng tử, tức là mình sống như là
như người như say, như người say, như người nằm mộng, cái nó không có thực. Thì đó chính là bất an. Đau khổ là do bất an, đau khổ là do sợ hãi, hay là đau khổ là do sợ hãi, sợ hãi là do tưởng tượng, tưởng tượng đưa đến bất an. Thì đó chính là cái quá trình mà của cái bản ngã mà nó hình thành cái thập nhị nhân duyên, nó hình thành cái ngũ uẩn đó, là nó hình thành cái cách đó. Mình thường nghe nói ngũ uẩn với thập nhị nhân duyên nên mình cứ đọc hoài mình cũng hiểu, nhưng mà thực ra nó rất là đơn giản đó. Trong cái cuốn thực tại hiện tiền thì thầy có so sánh cái thập nhị nhân duyên với cái ngũ uẩn. Thực ra là ngũ uẩn là nói ngắn, mà thập nhị nhân duyên là triết khai dài ra thôi. Còn đó là mới về một vấn đề, nó về một sự việc giống nhau. Thì đơn giản như là thầy nói đó, sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Ngũ uẩn là vậy, không? Nhưng mà cái hành trình của nó như thế nào? Khi mắt tiếp xúc với cái hoa cúc, khâu đó là gọi là sắc này. Bây giờ khi mắt tiếp xúc với hoa cúc thì mình có cái cảm giác khó chịu hay là dễ chịu, tức là cái cảm thọ lạc hay là khổ. Và khi mình có cảm thọ là cái khổ đó thì mình bắt đầu là tưởng, tức là nhận thức về cái đối tượng này đó. Tức là mình hình thành cái khái niệm về cái đối tượng này, thì đó là tưởng, tức là quá trình hình thành khái niệm. Và sau khi mình thành khái niệm rồi đó, thì lúc đó mình bắt đầu là đánh giá, đó là qua này đẹp, qua này xấu, qua này thế kia gì đó. Và khi mình đánh giá xong rồi đó, mình bắt đầu phản ứng, thì cái đánh giá phản ứng đó là hành. Và khi mình đánh giá phản ứng với tâm sân thì lúc đó là một quá trình tâm sân. Đánh giá phản ứng với là tâm tham thì đó là tham. Đại khái là như vậy, tức là cái tâm mình khởi lên như thế nào thì cái đó là cái thức. Và khi cái thức đó hình thành một cái quá trình tâm rồi đó, thì nó lại là nó theo duy thức thì nó ghi vào ở trong cái a lại giác thức, còn bên duy diệu pháp thì đó là nó ghi vào trong pháp vận giải. Đáng đẹp ra đó, cái sự vật đó là chỉ thấy như thực, như Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, lẽ ra là như thực, thì mình đã hình thành một quá trình ngũ uẩn, phải không? Và quá trình ngũ uẩn đó mới ghi lại. Quá trình ngũ uẩn đó chính là cái quá trình của kinh nghiệm, và quá trình ngũ uẩn đó cũng là sự hình thành của bản ngã. Tức là muốn biết cái bản ngã nó hoạt động sao đó, thì thấy qua cái hoạt động của cái sắc thọ tưởng hành thức đó. Và cái quá trình đó nó mới tạo ra một cái hình thành một cái trong bộ nhớ. Cho nên lần sau mình lại đem cái bộ nhớ đó lên áp đặt lên trên cái mình lấy thấy lần thứ hai. Vì vậy cho nên mới gọi là uẩn, tức là cứ chồng chất mãi. Càng chồng chất nhiều chừng nào thì càng không thể phản ánh trung thực được cái sự vật đó như nó là. Nói như vậy là dễ hiểu quá. Bây giờ do thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đơn giản là thế này thôi. Cái thực tức là luôn luôn lúc đầu là cái thực. Lúc đầu khi mình mới thấy mới nghe thì đó là cái thực. Nhưng mà sau đó thì là nó xem vào. Hoặc là chỉ mới thấy một cái thôi á thì nó thực, nhưng sau đó cái mà ngũ uẩn mà nó đã hình thành rồi á, nó che lấp lên cho nên không thực nữa. Cho mới đầu nó thì thực nhưng mà sau đó là những cái mà quá khứ nó che lên thế nên không thực nữa. Vì vậy cho nên á là khi mình thấy á, hay là mình nghe hay biết á, thì cái thấy biết đó, thấy biết này là tri kiến này. Cái thấy biết đó nó có hai. Một là thấy biết thực tánh như nó là, hay là thấy biết đúng với thực tại
với bản chất của thực tại. Hai là thấy biết qua ảo, qua hình thành khái niệm của ảo tưởng của bản ngã. Vậy thì bây giờ tinh tấn là gì? Tinh tấn không phải, tinh tấn của đạo Phật không phải là tinh tấn theo nghĩa là cố gắng nỗ lực để đạt được một điều gì. Không phải là nỗ lực để mà rèn luyện, để mà tạo tác, để mà hình thành bất kỳ điều gì. Mà bởi vì mình phải hiểu như thế này, cái thực tài như nó là đó, thì đó là thực tánh pháp. Còn cái mà mình tưởng tượng đó, đó là cái ảo, pháp đó là ảo, pháp đó là phòng tượng, là ảo. Khi cái tâm mình chạy theo cái ảo, mà cái ảo đó, cụ thể là quá khứ, tương lai hay là cái bên ngoài, như ngài thầy nói đó, tức là mình chạy theo cái ảo, thì khi mình chạy theo cái ảo đó, thì lúc đó gọi là buông lung, phóng dật. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là ngược lại với buông lung phóng dật, nghĩa là tinh tấn là trở về với thực tại. Nếu mình cố gắng để mà hoàn thành một cái ảo tưởng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ tới đó, sẽ đạt được cái đó, cái gì là ghê gớm lắm, cho nên mình phải cố gắng để mình tu tập để rèn luyện để trở thành á, thì đó là buông lung, cho đó không phải là tinh tấn. Cho nên ở trong cái 13 la mật của Nguyên Thủy thì trí tuệ phải có trước, tinh tấn mới có sau. Tại sao trí tuệ trước mới tinh tấn? Bởi vì trí tuệ mới thấy được cái gì là giả, cái gì là thực. Mà tinh tấn có nghĩa là bỏ cái giả để trở về với cái thực, mà là mới đúng tinh tấn. Chứ còn nếu bây giờ mình cố gắng chạy theo cái giả, tức là chưa thấy cái gì là giả, cái gì là thật, mình chỉ cố gắng để mà hoàn thành một cái ước vọng gì đó của mình mà ước vọng giả đó, thì cái đó không phải là tinh tấn. Mà càng tinh tấn thì càng là buông lung phóng dật. Phải hiểu chỗ đó, cái chỗ đó này. Cho nên đó tại sao mà chánh kiến phải đi đầu, tức là phải thấy cái thực với cái giả đấy hả? Thì tinh tấn có nghĩa là buông cái phóng dật đó đi, buông cái mà tâm mà ảo tự ảo vọng đó đi, để trở về với cái thực, cái đó gọi là tinh tấn. Khi mà mình tâm mình buông ra ở bên ngoài, buông lung bên ngoài, thì nó lại nắm bắt cái bên ngoài đó. Cho nên cái niềm của mình đó, cái niềm mà nó giữ cái bên ngoài, cái niềm nó đang niềm về quá khứ, đang niềm về tương lai hay là đang niềm về cái bên ngoài. Do đó gọi là thất niệm. Thất niệm tức là không toàn vẹn với thực tại, mà cái tâm ở quá khứ hay là ở tương lai hay là ở bên ngoài mà không toàn vẹn với thực tại, gọi là thất niệm. Còn khi trở về với thực tại là tinh tấn, thì sau đó là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là niệm trên cái chánh, niệm trên cái thực tại, cái bản chất thực của thực tại, thì gọi là chánh niệm. Và cái thứ ba là tỉnh giác. Bởi vì thế này, mình phải hiểu cái ngược lại, tức là khi mình buông lung, tức là cái tâm mình chạy ra bên ngoài cái thực tại này nè, rồi mình bị dính mắc cái trong cái bên ngoài đó, tức là thất niệm đó, thì lúc đó mình chỉ biết cái bên ngoài đó mà không biết thực tại, tức là biết cái ảo mà không biết cái thực, cho nên gọi là không tỉnh giác. Tạm thời mình dùng chữ bất giác cho nó dễ hiểu, thì cho nó dễ nói, thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là không buông lung thất niệm bất giác, đơn giản là vậy thôi. Cho nên thực ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng không làm gì cả. Làm nó có cái tâm mà nó khởi lên, mà nó buông lung mới có làm, rồi nó phải cố gắng nắm bắt cái gì bên ngoài đó mới phải có làm. Rồi nó chỉ biết, nó tìm biết cái bên ngoài đó thôi, thì cái đó mới có làm. Còn khi mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại đó, thì không có làm gì cả. Cho nên cái giới định tuệ, con đường giới định tuệ vẫn là con đường mà vô vi, vô ngã, tức là không có tạo tác, không có trở thành. Bởi vì nó trở về với pháp đang là, cho nên nó không có phải sẽ là, không sẽ là thì nó cũng cần phải
tạo tác để trở thành. Hả? Mọi người chỉ trở về để còn vẹn cái thái đang là thôi. Đó. Thì cái đó là chính là cái cốt lõi. À, vì vậy cho nên mình phải hiểu cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nó đúng. Và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này á, là nó kết hợp với nhau một cách chặt chẽ. Tức là ba yếu tố này nó phát xuất từ trong cái tánh biết của mình á, nó phát xuất ra. Mà nó luôn luôn là kết hợp với nhau, không thể bỏ đi một yếu tố được. Trong ba yếu tố đó không bỏ đi một yếu tố nào được. Không thể nào chánh niệm tỉnh giác mà trong lúc tâm đang phóng túng bên ngoài, phóng túng trong quá khứ, trong tương lai, trong bên ngoài mà chánh niệm tỉnh giác được cả. À. Và cũng không thể nào mà chánh niệm mà lại không có tỉnh giác, không có tinh tấn, hay là có tỉnh giác mà không có chánh niệm, có tinh tấn, không thể có như vậy. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đúng cái nghĩa của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này là nói rõ ra, nếu mình hiểu đúng nghĩa của nó, nói rõ ra. Còn khi mà ngài về cạn, ngài nói là liệu thường đi thì chính cũng là, nếu mà nói cụ thể cái liệu thường đi đó ra thì chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì cái liệu thường đi được, không thể nào một người đang bị chi phối bởi quá khứ mà liệu được thường đi, phải không? Không thể nào bị một người mà đang bị tương lai chi phối mà liệu được thường đi, cũng không thể một cái người mà đang bị bên ngoài chi phối mà liệu được thường đi được, phải không? À. Cho nên liệu thường tri nội dung của nó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là chỉ trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, cho nên cũng không làm gì cả, bởi vì nó là cái ứng ra từ cái tánh biết, đó là cái dùng nó ứng ra từ tánh biết để mà ứng với pháp đó. Còn không thì thực ra là nó sẽ trở về rộng lành trong sáng thôi, chứ không cần làm gì cả. Nhưng mà khi ứng ra thì nó phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu tôi nghĩ là nó chỉ là trở về còn về trong sáng với cái hành đạt, tức là cái thực tại hiện tiền, cái như thị. Mà cái như thị đó thì Đức Phật nói rất cụ thể, bởi vì mình đang ngồi đấy thì không trở về với thân thì cũng trở về với thọ, cũng trở về với thọ thì cũng trở về với tâm, cũng trở về với tâm thì cũng trở về với pháp. Hay là nói một cách khác là trở về với thân thọ tâm pháp luôn. Tức là nếu một cái người mà đã thật sự đồng nhàn thì người đó trở về cái là thấy rõ thân thọ tâm pháp ngay tức. Cho nên mới nói là trở về là thấy ngay, không qua thời gian, mà mọi người đều tự chứng. Thành ra nhớ một điều là khi chánh niệm nó khác cái định, nhưng mà thực ra đó chánh niệm cũng là định, bởi vì tinh tấn chánh niệm chánh định là đều thuộc về định phân hết. Ba cái đó là trong bát chánh đạo, ba cái điều này đều thuộc về định phân, nhưng mà tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà trong đó chánh niệm là cái ở giữa cái tinh tấn và định. Định thì nó hơi tịnh quá, mà tinh tấn thì hơi đậm quá, cho nên niệm đó thì khi đậm hết bất kỳ lúc nào thì nó cũng vẫn tròn vẹn với cái thực tài thời vì và tính. Cho nên á, cái thiền vipassana đó, cái chữ vipassana đó dịch một cách chính xác á, chính là kiến tánh. Passana là thấy, chữ vip là thấy rõ được bản chất thực của bạn. Cho nên là thực ra đó vipassana cũng phải là kiến tánh. Thì hồi xưa các vị dịch mà rất là hay từ minh sát. Hồi xưa là ngài Hồ Tông là ngài dịch là thiền minh sát, tức là quan sát rõ ràng hơn. Thì ngày mai thầy sẽ giới thiệu cái pháp tu đó. Cái pháp tu để ứng với cái thực tại đó như thế nào đó thì cái này ngày mai thầy sẽ nói. Hôm nay thầy chỉ mới giới thiệu cái cốt lõi của vấn đề là như thế nào thôi, còn mai thầy sẽ nói cụ thể quan sát là sao, cái gì đó thì mai thầy sẽ nói cái đó. Nhưng mà đúng là giống như một cái người trọng tài tạm thời như vậy. Nhưng mà trong cái trọng tài á thì cái ý mà anh nói là không có cờ, ý là nói là không có phê phán, chỉ thấy thôi.
chỉ thấy thôi, còn phất cờ tức là có phê phán. À, tức là có phê phán rồi, ở đây không có phê phán, chỉ thấy như thật thôi. À, thì thấy như Phật cái việc ở đây mình ví dụ là một trận đấu bóng đá cũng hay đó. Thầy đó thì thầy nói là trò chơi của tánh biết và mạn ngã, đó là một trò chơi. Trò chơi này rất là hứng thú, tức là mạn ngã thì là luôn luôn là làm một cái rồi trốn. Còn đó, tánh biết thì luôn luôn là phát hiện, à, tức là anh trốn phải làm sao phát hiện ra cho được, chẳng thôi mạn ngã là nó trốn tài. Thậm chí có lúc mạn ngã nó đóng vai luôn cả cái người đi tìm được. Tức là tương đối là mình khởi cái tâm muốn tìm bạn ngã để mà diệt bạn ngã, thì chính cái tâm mà khởi lên cái tìm đó cũng là bạn ngã luôn. Đó, vậy đó. Cho nên bạn ngã là nó biến hóa vô cùng. Thậm chí người ta nói là Phật đó là một xích mà ma là một trường. À, thì trong trò chơi này đó, là cho cái quyền của bạn ngã đó là biến hóa tài giỏi, biến hóa vô cùng. Nhưng mà cái tánh biết ấy, là lấy cái mà bất biến để mà ứng bản biến. À, cái bản ngã thì nó sẽ phản biến, nhưng mà tánh biết ấy, à, cái tánh biết là vừa làm hai điều. Tánh biết là vừa thấy được thực tánh pháp mà vừa thấy được cái quá trình hình thành của bản ngã, tức là anh trốn kiểu nào, à, anh hoạt động kiểu nào thì đều biết. À, cho nên đó, thật ra không phải là mình nói là mình nghe nói bạn ngã rồi thì mình cố diệt bạn ngã, không phải vậy. Bạn ngã nó có cái vai trò của nó, cái vai trò y vốn để cho tánh biết gì. Mà tánh biết phải tìm hết cái trò chơi này rồi đó, tức là bạn ngã không còn có cách nào để mà trốn được nữa rồi đó, thì coi như trò chơi hoàn thành và lúc đó bạn lại giác ngộ. Đại khái là vậy. Cho nên đó, đấy là một trò chơi rất là hứng thú. Trò chơi trong đời sống thực, không phải là một chơi game là trên màn ảnh ảo, còn đây là thực. Trong một hành động mình phát hiện ra đâu là bản ngã, đâu là thực. Đó chính là đó mới thực sự là cái việc tu hành đó, là đơn giản là việc tu hành là làm chuyện đó. Cho nên nếu mà mình á, mình mà trầm không trệ tịch, cũng coi chừng là không thấy được bạn ngã trốn ở đâu. Và chính cái mà muốn trầm không trệ tịch đó cũng là bạn ngã luôn. cho nên mình tưởng là mình cố gắng mình tu cho thanh tịnh đó là được, không phải. Cái thanh tịnh đó là của từ tánh, nó thanh tịnh. Cho nên nếu mà mình cố gắng mà thanh tịnh á, thì là cũng là bản ngã đó. À, tức là khi mà cái người mà đã thấy ra được cái cốt lõi của pháp, thấy ra được vấn đề, thì bắt đầu thấy là trò chơi giác ngộ này là một trò chơi cực kỳ là hứng thú và cực kỳ là khó khăn, nhưng mà đừng có nản. Phải tinh tấn tỉnh niệm tỉnh giác chứ không có nản. Đúng là quan sát, là anh dùng từ quan sát như một trọng tài là đúng. Bởi vì thầy kể lại câu chuyện này, thầy kể nhiều lần rồi, nhưng thầy kể lại một lần nữa. Đó là có một cái người ăn trộm đến hỏi các cái vị tu hành, các cái người mà đạo đức của người nào, thì người nào cũng nói ông là bây giờ bỏ ăn trộm đi. Tại vì ông ăn trộm nhưng mà ông nói con đau khổ, bây giờ làm sao mà con sẽ đau khổ. Thì chỉ có một đến cái lúc ông đến gặp một vị thiền sư, thì vị thiền sư mới nói như thế này: ông chỉ cần là ông làm gì cũng thì cứ làm, nhưng mà chỉ cần là làm, thay vì bên này nói là trọng tài, thì bên này nói là làm chứng nhân cho chính mình. Chứng nhân cho chính mình tức là anh làm gì là anh biết rõ, còn về biết rõ anh đang làm gì vậy thôi. Khi mà ông này ông thực sự và ông trở về tròn về một biết mình đang làm gì đó, thì lúc đầu ông ăn trộm nửa chừng đó, thì ông đưa cái tay ra là tính lấy cái đồ đó. Mà ông thấy một cái tự nhiên ông thấy kỳ quá, ông chụp tay luôn.
ông lấy được đâu. Dần dần thì ông mới là đi ra khỏi nhà một cái cho ông trở về. Ông thấy cái chuyện mình đi ra rõ ràng là bị một ý đồ lôi cuốn ông trở về. Cho đến một cái lúc ông mới khởi tâm lên ông đồn thôi thì ông đã trở về lại rồi. Thì ông đó chính là trở về còn về công tác của thực tại. Thì cuối cùng là ông trở về, ông tới ông mừng quá, ông nói với thiền sư, ông nói là con gặp ai cũng biểu con là đừng ăn rồng, không thể nào mà không ăn rồng được. Bởi vì không sợ cũng được, con nói là ăn rồng là tội lỗi, là không đạo đức, là thế này thế kia, càng làm con đau khổ thêm nữa. Nhưng mà ngài không nói con là đừng làm gì cả, chỉ biểu con làm chứng nhân cho chính mình thôi. Tức là luôn luôn ăn rồng là luôn luôn có người theo dõi, một người quan sát, giống như anh nói là trọng tài. Thì nếu mà cái quan sát đó chính là minh sát tuệ, minh sát thì cái thiền minh sát đó, hãy minh sát chính mình, hãy thường liệu thường tư chính mình thì đó là cái cách mà hóa giải cái hành trình của bạn nhà, chẳng phải là chấm dứt. Bởi vì nếu anh chấm dứt cái mà không thành ăn trộm thì anh lại trở thành một người khác, một người cho rằng mình trong sạch không ăn trộm thì cũng một bạn ngã khác thôi, phải không? Mời hỏi tiếp. Kính thưa đại chúng, con có một cái câu hỏi như thế này là con nghe thầy nói đó, là tìm cái sự an lạc cho mình là cái bạn có cái bạn ngã trong đó, thì con không biết là như vậy mình thực tập như vậy có đúng hay không? Đó là một câu hỏi cũng khá hay. Vấn đề vẫn là thấy pháp, tức là nếu mình thấy ra thì lúc đó cái sự lý từ cái chỗ mà thấy ra đúng thì đúng. Ví dụ như bây giờ là lúc đầu mình biết cho nên mình đưa tay vô lửa thì nó phòng tay. Bây giờ vì mình biết đưa tay vô lửa thì phòng tay cho nên mình không đưa nữa thì đó là đúng. Tức là do thấy được bản chất thật mà mình sống đúng với cái bản chất thật đó thì là được. Nhưng mà trong này có một cái điểm hơi thế gì mà mình nếu mình không phát hiện thì đúng là mình có thể bị bạn ngạn đánh lừa. Đó là bởi vì mình tìm cái an lạc cho nên mình có thể tránh học cái bài học giác ngộ của mình. Ví dụ bây giờ mình cho con đi học thì nó thấy làm toán phiền phức quá, nó thấy làm văn cũng phiền phức quá, đánh vần cũng phiền phức quá, cộng trừ nhân chia gì cũng phiền phức quá, cho nên nó về nhà nó ngồi thì nó an lạc hơn. Thế thì nó sẽ không nên người. Bởi vì cái cuộc đời này nó có một cái điều mà thầy sáng đây thầy nói, cái cuộc đời này nó có một ý nghĩa kỳ lạ mà mình không biết, mà mình cứ làm theo cái bản ngã của mình thôi, chứ mình không biết cái cuộc đời này á, chính cái vô thường của vô ngã của cái cuộc đời này á, có một ý nghĩa rất lớn, bởi vì nó qua đó mình mới học ra được cái gì là thực, cái gì là giả. Cho nên á, một cái em học sinh có thể là bỏ học thì có thể an lạc, và khi mà em đó nó học hành một ngày kia thì cực khổ, nhưng mà rút cuộc lại nó mở mang cái trí óc của nó ra và nó có nhiều khả năng hoạt động hơn. Cho nên cuối cùng cái đứa mà ngồi an lạc thì sau này cũng làm được gì. Nhưng bây giờ thầy lấy một cái dụ khác, cũng là một cái em học sinh, một cái em đó nó ham chơi, ham chơi bạn bè nhiều rồi cứ chơi cái này cái kia cho nên không tập trung học bài được. Thế thì em này mới bỏ chơi đi, bỏ những cái mà bất thì giờ đi để mà tập trung toàn vẹn vào việc học bài. Dù khổ, dù là học như vậy là khổ, nhưng mà học như vậy thì sẽ đại khái là nó sẽ nên người đại khái vậy. Thế thì chỉ có những điều mà mình cần phải tránh, cần phải bỏ trong quá trình tu tập, chứ không phải là
là hoàn toàn là cái gì mình cũng cũng chiều theo cái bản ngã. Có cái thì mình cứ nương cái chỗ bản ngã nó làm để mình phát hiện nó ra. Nhưng mà có cái khi mình đã phát hiện nó ra rồi thì cũng chạy theo cái mà thói quen của nó rồi thì là đúng. Cho nên Đức Phật Ngài có nói như thế này, có một cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, thì bài kinh đó Đức Phật Ngài nói rất rõ, Ngài nói có những lậu hoặc do tri kiến được đoạn trừ, tức là mình do mình thấy ra sự thật, do mình thấy ra sự thật cho nên mình cũng không sợ đó. Do tri kiến, ví dụ như mình sự gây mà mình tức là cũng đánh cho nên mình sợ, mình đau khổ. Thế nhưng mà bây giờ đó mình đã thấy rõ cái sự gây là sự gây, tức là mình thấy thật, thấy ra được cái sự thật ấy. Thì mình tự nhiên những cái lo lắng sợ hãi mình tự thấy. Mà cái này đa phần là do tri kiến sai mà đau khổ. Do đó đó, cái pháp mà do tri kiến được đoạn trừ được là rất lớn. Vì vậy cho nên nó phải chú ý vào cái chuyện mà tri kiến, tức là quan sát để thấy ra sự thật đó, là chính. Cái đó là pháp, là pháp chính đó. Nên mình tính kiến là đi đâu là vậy. Nhưng mà cũng có những cái pháp do nhất ngài mà đoạn được. Thí dụ như mình hay là mình bị kiến oan, hay là bị cái gì đó, thì bây giờ mình cứ ngồi mình cứ lo lắng, mình sợ hãi, mình buồn phiền, mình tính toán đủ thứ thì nó chỉ khổ thêm thôi. Cho nên nó có những cái thực ra mình chỉ cần nhất ngài thì nó là xong, không có điều gì cả. Có những cái do nhất ngài được đoạn được, có những cái do tránh né được đoạn được. Tại vì những cái này khi mình tiếp xúc với nó chỉ tạo thêm cái tham sân si, nó tạo thêm cái vô minh ái dục thôi. Thì những cái đó mình không cần phải là mình có thể mình đã thấy ra được thì mình có thể cắt đứt. Cho nên cắt đứt cũng đúng, chứ không phải là cắt đứt cũng đúng. Mình có thể là tránh né những cái mà nguy hiểm, những cái có thể đem lại cái lo lắng sợ hãi buồn phiền gì đó. Cho nên là mình có thể có những pháp thì mình tránh né thì nó sẽ không khó khởi lên cái lậu hoặc. Lậu hoặc tức là dục lậu vô minh lậu. Có khi kể thêm một cái nữa là cái tà kiến nữa, tà kiến mà, nhưng mà bởi vì tà kiến nó cũng coi như vô minh lậu, do đó chỉ nói ba cái thôi, dục lậu vô lậu và vô minh lậu. Thì nếu có thì giờ thì nói cái đó cũng cần biết, nhưng mà cái đó chính là bản ngã. Nói chung là cái đó là cái quá trình khởi lên của bản ngã. Thì có những cái lậu hoặc thì do thò dùng được đoạn trừ. Thí dụ như đói, tính ăn là hết đói. Thí dụ như vậy. Nhưng mà khi ăn thì mình phải là biết ăn đúng mục đích của nó, chứ không phải để cho khi ăn mà đừng có để cho tham ăn, đừng có để sân trong cái ăn, đừng để tham sân si trong cái ăn là được đó. Chứ còn bây giờ đói thì mình có thể ăn, và nằm trên mình có thể mặc, nhưng mà mặc chứ đừng có phải là mặc cho đẹp, cho thế này thế kia, mà mặc cho ấm, chẳng hạn như vậy. Có những cái là do mình thọ dụng luật tình. Thì có rất nhiều cái pháp mà tùy duyên để mở, tùy theo cái pháp đó. Nhưng mà nói chung cái hàng đầu là phải thấy, phải thấy là cái chính. Vipassana thì Vipassana là thấy, thì trong thiền tiến tới là cũng tiến là thấy, thì thấy là gì? Thấy ra sự thật, thấy ra cái gì là bản chất, cái gì là chỉ là cái tướng bên ngoài, thấy ra cái gì là thật, còn cái gì là giả, cái đó mới là chính, chứ không phải an lạc là chính. Nếu mình đặt an lạc lên hàng đầu thì nó cũng sinh ra một tà kiến, gọi là cái tà kiến thuộc về hiện tại lạc. Tức là một cái người mà cứ biết rằng là chỉ có hiện tại lạc là được thì người đó có tà kiến, trong 62 tà kiến.
nên có người nói là con tu tham niệm thôi còn thấy an lạc rồi, như vậy không được đâu, không phải an lạc mà thấy thực ra an lạc đó nó sẽ là giả, an lạc đó là cái điều kiện nó bối nghịch lại đó là mất liền. Ví dụ bây giờ mình tránh ngoài cái ồn ào bên ngoài để mình yên, thì khi mình yên một hồi mình gặp một cái chuyện gì mà nó xảy ra lúc đó mình thiền lại cũng nhiều hơn nữa. Có những cái mình tránh được nhưng mà có những cái nó không tránh được, nó cứ đến mình sao, phải không? Có ai mà muốn nhà cửa của mình đàng hoàng vậy đâu, cũng ở chiến tranh nó thả cái bom rồi nó sập hết đâu. Ví dụ như vậy đâu biết được. Do đó mình sẵn sàng để ứng phó với cái vô thường. Tôi lên Đức Phật ngài nói cái bài kinh, trong bài kinh hạnh phúc đó, thì Đức Phật ngài nói cái hạnh phúc đích thực cao nhất là khi xúc chẳng biệt rời, tâm không đậm không sợ, tường tài và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Tại sao không nói là khi tôn tránh biệt đời, tâm không đậm không sầu, tường tài và vô nhiễm, mà Đức Phật ngài này nói là khi xúc chẳng biệt rời. Biệt rời tức là pháp thế gian đó. Pháp thế gian có nghĩa là khi được, khi mất, khi hơn, khi thua, khi thần, khi bại, khi vui, khi khổ, khi trắng, khi đen, khi ngày, khi đêm. Tức là pháp luôn luôn nó là hai mặt, mà mình phải thấy ra được hai mặt đó. Mình có thể là trước hai mặt đó tâm mình vẫn là không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm, chứ còn nếu mình tròn được mặt, tức là trong cái có cái lạc, có cái khổ, mà có thể nói rằng là nếu mình chấp nhận cái khổ thì sẽ an lạc hơn là mình muốn an lạc. Thí dụ như bây giờ các vị xem đây này, giả sử như đây là cực lạc, dưới này là cực khổ. Ví dụ vậy ha, đây cực lạc, đây cực khổ. Giả sử như mình đứng ở giữa thì mình sẽ đi về đâu? Đi về cực lạc không? Đi về cực lạc là khổ. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ thầy lấy cụ thể quá cái cho mình dễ hiểu. Thì bây giờ không có tiền là khổ, không có tiền là khổ. Và có ví dụ một cho mình cho 1 triệu đi cho nó dễ, 1 triệu thôi cho nó dễ, 1 triệu là sung sướng, phải không? Bây giờ giả sử mình đang có 500 ngàn, thì cái người đang có 500 ngàn mà cứ nghĩ rằng ước gì mà mình có 600 ngàn. Thì 500 ngàn là khổ đó gì nữa. Bây giờ có 600 ngàn là ước gì mình có 300 ngàn. Thế là 600 ngàn là thành khổ. Mà cứ lên cao như vậy, càng muốn lên cao trên nào thì khi tất cả những cái còn lại đều còn khổ. Ví dụ như mình có được 1 triệu rồi đó, mình đạt được mục đích của mình rồi đó, thì 999 ngàn nó vẫn còn khổ. Nhưng mà giả sử này, bây giờ cái người chịu khổ thì thế này, có 500 ngàn nhưng mà thấy người kia đó quá thì cho bớt 100 ngàn cho mình xài 400 ngàn cũng được, chịu khổ thêm một chút thì người đó là thấy hạnh phúc. Rồi người khác thấy người đang khổ nữa thì chia bớt nữa, bớt cho đến khi không có gì cả thì cặp quá. Thế lúc đó mà bị, không có bị ràng buộc gì cả thì người đó thấy hoàn toàn hạnh phúc. Thì ra khi chấp nhận hoàn cực khổ đó, thì là mới là đạt đến cực lạc. Cho nên nó có chừng, ví dụ như mình niệm Phật là rất đúng, rất tốt. Niệm Phật chính là để trở về với, niệm Phật đúng đó, chính là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Thế gì nữa? Bởi vì niệm Phật là thanh tịnh trong, trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng. Đó. Tức là không có bị quá khứ, không bị bên ngoài, không bị tương lai chi phối. Thì tức là an lạc. Đúng là chứ đâu sai. Nhưng mà nếu như mình không đi đúng cái hướng đó đó, mà mình cứ muốn cầu để được thế này được cái kia đó, thì hóa ra đó là chỉ muốn cực lạc thì nó thành cực khổ. Nhưng mà bây giờ mình trong đau khổ mình vẫn cứ niệm Phật thôi, tức là trong đau khổ tâm mình vẫn thanh tịnh trong sáng thôi. Trong mọi hoàn cảnh mình đều thanh tịnh trong sáng thôi, thì người đó sẽ được cực lạc. Rất là rõ. Chẳng phải chân niệm Phật là rất đúng, không có sai gì cả.
phương tiện nào cũng đúng hết, nếu như phương tiện đó là trở về vòng vẹn trong sáng với thực tại. À, cho nên đó, nếu mà mình muốn cực lạc theo cái nghĩa là mình cứ ham muốn để mà đạt được cái lý được mà mình muốn đó, thì chính cái lòng ham muốn đó làm cho mình đau khổ. Đại khái là như vậy. Cái niệm Phật đó, nó hay ở chỗ này. Bây giờ giả sử mình có mẹ ở trên, mình vẫn chịu cực khổ để mà chăm lo cho mẹ mình. Nhưng mà để chú tâm đừng có lo buồn phiền lo lắng, mình mãi sẽ trở ra người ta đi chơi mà mình phải ở nhà lo cho mẹ. À, tức là ham muốn bị cái gì quá khứ, bị tương lai, bị bên ngoài chi phối này, cho nên không còn vẹn được với cái việc phụng dưỡng cha mẹ. Thế bây giờ niệm chi niệm Phật để cho tâm nó im mà phục vụ cha mẹ thì quá tốt, tức là chính là đang chịu đựng cái khổ mà tâm vẫn thanh tịnh. À, thì nếu mà niệm Phật như vậy là tuyệt vời. À, thì nó là một phương tiện, nhưng mà phương tiện đó đi đúng hướng là tuyệt vời. Cho nên ở đây là đừng có muốn an lạc cho mình. Bởi vì có một cái câu nói rất là hay, khi mình muốn an lạc cho mình thì mình chỉ gặp đau khổ, nhưng khi mình đem an lạc để cho người khác thì mình sẽ hạnh phúc. Và nếu đem an lạc cho người khác dù mình có đau khổ, thí dụ như mình phụng sự cha mẹ, mình giúp đỡ những người bệnh, làm những cái việc mà lợi ích cho nhiều người, cho nên thầy mới nói là tùy duyên thuận pháp, nhưng mà vô ngã vì tha. Mà đã vô ngã vì tha đó, thì khổ đau cách mấy mình vẫn vào được để mình giúp, vụ trưởng ác thế thể tiêu nhập mà vụ trưởng ác thế thể tiêu nhập của mình là đi trốn ra thôi được. Nhưng mà đúng là nếu như mình thấy những cái điều đó vô ích, tức là do bát ngã và tà tác mà nó sinh ra cái ham chơi này ham chơi khác, thì cái đó mình bỏ đi là đúng. Cái này phải nhìn cho thật rõ, cái này phải nhìn cho thật rõ. Hơn nữa nếu như là mình chỉ cần là trọn vẹn với việc làm phục vụ cha mẹ, thì chính cái tâm mà trở về trọn vẹn trong sáng với việc làm đó là nó an lạc được. Còn nếu như mà mình có cái cầu an lạc trong đó, tức là mình quá đặt nặng cái an lạc trong đó, thì có khi nó lại trở thành chướng ngại. An lạc là đúng, tất nhiên là mình phải có an lạc thì mới đem lại an lạc cho người khác, điều đó chính xác. Nhưng mà an lạc chính là ở cái chỗ mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại đó, tức là mình làm cái việc gì cũng đều là tròn vẹn trong sáng ở trong đó, thì là đã có an lạc rồi. Bởi vì khi mình tròn vẹn tức là an, nhưng bây giờ mình muốn an tức là đã bất an rồi, đúng không? Muốn an là đã bất an rồi. Và trong đó có một cái từ mà có lẽ là do dùng từ sai, mà nếu như cái từ sai đó mà hiểu như vậy ấy, thì càng sai nữa. Đó là chế tác sự an lạc. An lạc là không có chế tác. An lạc là khi mình hoàn toàn tròn vẹn với thực tại thì nó an lạc nó tự có, cho mình không chế tác ra được cái an lạc. An lạc do điều kiện phát sinh, thì đó chưa phải là an lạc thật. Đúng trong trường hợp này đó, thì mình phải hiểu cái câu mà phiền não tức bồ đề. Cái câu này cực kỳ quan trọng. Bởi vì chính Đức Phật Ngài dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, Ngài cũng nói là khi phiền não thì thấy là phiền não vậy thôi. Bởi vì mình phải thấy được tất cả mọi cái như chân như thật là gì, rồi cái khởi lên cái phiền não khổ đau đó là cái gì, nó sinh như thế nào, nó trụ như thế nào, nó diệt như thế nào, cái mặt lời mặt hài của nó như thế nào, tức là mình phải thấy rõ được nó. Thì chính cái mà thấy rõ nó, tức là cái phiền não nó xuất hiện để giúp cho tánh biết thấy rõ được phiền não là gì. Thì chính nhờ cái phiền não đó mà tánh biết càng ngày càng sáng hơn. Còn nếu mà có chừng mình tránh phiền não để mình được an lạc thì là
trí tuệ nó sẽ không phát sinh. Có thể an lạc thì có, mà trí tuệ lại không phát sinh. Bây giờ nhớ một điều thế này, tất cả cái pháp tu tập của đạo Phật nó có những yếu tố như thế này: một á là không, hai là vô tướng, và nói rõ thêm chút nữa đó là vô tác và vô cầu. Không, vô tướng, vô tác, vô cầu thì đó chính là mới thật sự là an lạc. Cho nên á, cái pháp của cái pháp mà mình nói là thiền thông á, thực ra nó khác với thiền nguyên thủy, chỉ khác bên ngoài thôi, còn bên trong là hoàn toàn giống nhau. Thì Tổ Đạt Ma là cái người đầu tiên đem thiền đến Trung Hoa. Thì ngài có bốn cái pháp, bốn pháp đó là như thế này. Thực ra bốn pháp này thì theo Phật giáo nguyên thủy tức là Dhamma Nuttama Patipanno Viharati, thì trong đó ngài đã thấy được sức cốt rồi, cho nên ngài cần dùng ra bốn pháp. Bốn pháp đó là thế này: một là tùy duyên hành, tức là nếu mình gặp thuận lợi, mình gặp đời sống thuận lợi thì mình cứ hưởng cái thuận lợi đó. Ví dụ mình có nhà để ở thì mình cứ ở, mình có xe để đi thì mình cứ đi, đó là cái là vậy. Nếu là mình đừng có tham chấp, đừng có tham đắm trong đó là được. Thứ hai, khi mình gặp nghịch cảnh thì tôi gọi là báo oán hận, tức là coi như trả cái nghiệp của mình. Khi mình gặp nghịch cảnh thì coi như mình trả cái nghiệp báo oán, tức là hồi xưa mình gieo oán rồi bây giờ mình phải trả thôi. Cái này là báo oán hận. Thì cái này nó gồm những cái pháp như thử là nhận nài, trong đó rất nó bao gồm rất nhiều pháp trong đó. Cái thứ ba đó là chứng pháp hành. Chứng pháp hành là giống như thầy nói từ hồi sáng giờ đó, tức là mình đúng theo pháp, sống đúng theo pháp, theo bản chất vận hành của pháp, và cái thái độ sống của mình đúng theo pháp. Thì cái này ngày mai thầy sẽ nói cụ thể hơn. Là sinh pháp hành, tức là tùy duyên thủ pháp. Và thứ tư cũng là vô sợ cầu hành, tức là đừng có mong cầu bất kỳ cái gì, cho dù cái đó có tốt đẹp gì đó mà mình mong cầu, mình muốn sở hữu nó, mình muốn là trở thành là của ta, từ ngã của ta, thì đều là tạo ra đau khổ. Trong đầm thì cứ đầm mà mình vẫn thấy ra bản chất của nó. Trong tình mình vẫn thì mình cứ tình, nhưng mà mình vẫn thấy ra bản chất của nó, chứ không trù vào đầm hay là không trù vào tình, không trù vào đâu cả. Cho nên á, trong kinh Kim Cang mới nói là ưng vô sở trụ như sinh thị tâm. Còn trong bài kinh Xứ Niệm Xứ thì Đức Phật ngài nói rất rõ, tức là khi mà mình trở về còn đang trong sáng với thân thọ tâm pháp, thì dù cô gặp cái lạc cái khổ gì, mình cũng không được tham ưu, không nương tựa và không bám víu bất kỳ điều gì ở đâu. Nói rất rõ, tức là mình chỉ có trải nghiệm quá thôi. Tức là gặp thường thì mình sống theo thường, gặp nghịch thì mình vẫn sống nghịch, mà chủ yếu là cái thấy vẫn là trong sáng, vẫn tròn vẹn trong sáng, chứ không để cho tâm dao động để mà tạo tác ra hình thành ra những cái tạo tác của cái luân hồi sinh tử của thiền nhà khổ đau, giống như buổi sáng vừa thầy nói. Cho nên á, an lạc thì tất nhiên là khi mình sống đúng pháp thì đương nhiên là được an lạc, nhưng mà nếu mình khởi lên muốn giữ cái sự an lạc thì chính là đã khởi lên cái bám víu, hay là cái sợ cầu, hay là sự tạo tác để mà có được cái an lạc đó, thì cái đó là không. Thì cái đó phải nhìn thật kỹ.
cho nên cái là nhìn kỹ, nói cho nó dễ hiểu là nhìn kỹ, quan sát rõ. Tức là mình sống cứ là việc là cứ ngay cái thực tại mà mình thần trọng chú tâm quan sát, thì cái này là để ngày mai thầy mới bắt đầu nói vào cái này. Nhưng bây giờ vấn đề là thầy có nói như vậy, tức là thần trọng chú tâm quan sát trong từng cái hoạt động của mình. Thế mình để làm như vậy nó sẽ trở về trọn vẹn cao sáng với thực tại. Khi có một sự việc luôn có những cái đối lập, luôn có hai cái đối lập, thì chính cái đối lập này giúp mình thấy ra hai mặt của cuộc sống. Cho nếu như giả sử như mình cứ có một ý kiến và cái ý kiến đó nó sẽ là từ đầu đến cuối nó sẽ không có trở ngại dễ được, thì mình bao giờ thấy ra được nhiều mặt của đời sống. Cho nên cái cuộc đời này, cái hay của cuộc đời này chính là sự đối khác. Cái lạ đó, tức là bản thân mình á thì đừng có khởi lên cái mà đối kháng với cái sự thật. Chứ còn á, trong cuộc đời đó thì sự đối kháng đó là điều đương nhiên. Giống như mà người ta nói ngũ hành sinh khắc. Lão Tử cũng nói rằng là cái xung khí dị vi hòa. Tức là hai cái đối nghịch của âm dương, của ngũ hành thì có sinh có khắc. Nhưng mà chính cái sinh cái khắc đó nó mới giúp mình thấy ra được hai mặt của cuộc sống. Cho nên thường thường là mình khi mình có một ý kiến gì đó thì có một ý kiến ngược lại cả, thì mình lại chấp giữ ý kiến của mình, đâm ra mình chống lại cái ý kiến kia. Cái chống lại đó, thái độ chống lại đó là sai. Nhưng mà luôn có hai cái luôn luôn là đối cực với nhau thì cái điều đó là đúng. Cho nên người ta trong dịch lý người ta gọi là nhất nguyên lưỡng cực, tức là trong một cái luôn luôn có hai chia hai. Chính cái chia hai đó để mình mới thấy được hai mặt của cuộc sống. Mà cái người chỉ thấy một mặt á là không thể nào giác ngộ được, mà phải thấy ra hai mặt. Cái đó là mình nói nguyên lý. Còn bây giờ nói vào cụ thể vấn đề, cha mẹ lo lắng cho con cũng đúng mà cũng sai. Thì cái lo lắng đó nó phải có như thế này thì mới đúng. Nếu như mình thấy được rõ vấn đề và mình phân tích chia sẻ để cho nó thấy ra vấn đề, thấy ra vấn đề thôi thì là đúng. Tức là mình có thể mình nói là nếu mà con làm như vậy thì có những cái tai hại như thế này, hay là có những lợi ích như thế kia, để cho nó thấy ra được vấn đề đó, nó thấy ra được vấn đề thôi. Còn cái đó còn tùy nó làm chọn được, nhưng mà nó thấy ra được vấn đề, bởi vì mình sợ là nó không thấy ra được. Ngày hôm qua có một người nào nó nói với thầy là cũng nói về đứa con đó, làm sao mà dạy con để đứa con phải theo đạo Phật, để con thế này thế kia. Nhưng mà thầy nói không phải, không cần như vậy, đừng có nói theo đạo Phật, mà mình chỉ phân tích để cho nó thấy ra cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, tức là mình mở ra để cho nó cái tầm nhìn của nó tinh tế hơn, chứ không phải là mình bắt nó làm gì. Có thể là khi nó sai mình cũng không phải là mình quá khắt khe cái đó, mà khi nó sai mình phân tích cái sai đó để cho nó thấy ra. Nhưng mà luôn luôn là với tình thương yêu và chia sẻ, chứ không phải là mình là một cái người cha mẹ rồi mình cứ bắt con phải thế này thế kia. Mà càng bắt á, tâm lý á, thì càng cấm á, thì nó lại càng thích. Cho nên á, người ta thí nghiệm thế này, cho đưa một cái gói đồ cho một đứa nhỏ, mình nói với nó đó là cái này con đừng có mở ra đó, trong này con biết nhưng không được mở ra nghe, rồi mở ra là cũng được đó. Càng nói chừng nào đó là càng bây giờ không có ai cái bắt đầu mở ra. Nếu mà nhiều khi mình kỳ lệ vậy thôi á, chưa đắt đâu đã mở ra, nhưng mình nói đừng có mở ra nghe, cái này là gì đó là nó sẽ mở ra. Thì á, mình chỉ có là chia sẻ, chứ mình cũng đừng có quá mà đem kinh nghiệm của mình ra để áp đặt cho nó. Mình chỉ chia sẻ cái thấy biết,
tức là cái nhận thức đúng, chia sẻ cái nhận thức đúng thôi, chứ không phải là phải làm thế này thế kia. Thì ở đây thầy lấy một cái câu chuyện để minh họa cái điều này. Có một người đã đi học ăn trộm, cái ông thầy dạy ăn trộm á, ông nói được, tối đến đây thì dạy. Thì cái thằng một trò mới tối đến, ông nói đi theo bà, xong rồi ông đi dẫn ngủ cái nhà, ông đi quét lộ rất ngất này kia rồi tôi vô trong nhà, tôi vô xong rồi đó mới là mở chìa khóa, tức là để cho nó quan sát, nó biết ông làm quan sát mở được không. Tới khi bắt đầu là lấy được ra một cái bọc vàng rồi thì ông giả bộ là tạo ra một tiếng tiếng động để cho trong nhà thức dậy, xong rồi ông chuồn mất. Ông thầy á, ông chuồn mất. Cái thằng học trò nó mới là người ta thức dậy, người ta la làng lên thì nó mới trốn chui trốn lụi, nó mới tìm mọi cách và nó thoát thân được, nó trở về. Đầu tiên là nó chơi ông này, ông hài tôi, ông suýt nữa là tôi bị bắt rồi. Thì ông thầy ông cười, ông nói còn học được nghề ăn trộm rồi đó. Cái cuộc sống này nó cũng vậy, mỗi người sinh ra trong cuộc sống này là có cái duyên nghiệp của họ, có cái bài học trong chính duyên nghiệp của họ. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là mình đưa ra những cái công thức mà tốt đẹp để cho người ta làm mà nó sẽ là ra được. Chỉ đưa ra nguyên lý, tức là cái sự thật, để mọi người là thấy ra sự thật mà làm, chứ không phải là áp dụng theo một công thức nào cả. Cái người ăn trộm này đi học ăn trộm cách tốt nhất là tìm cách mà trốn. Thế bây giờ ngồi mà nói con trốn kiểu này, trốn kiểu kia, trốn kiểu nào mà nó làm đúng công thức đó là thế nào, bắt đúng liền. Không có công thức nào được cả. Cuộc sống này cũng vậy, không có một công thức nào là đúng cả. Mà cái bài học của cuộc đời này đó, là rất cười đó. Bài học càng khó khăn chừng nào, bài học càng giá trị chừng nào. Mình đi học vậy, cái môn nào mà càng giá trị chừng nào thì phải trả tiền nhiều chừng đó, phải không? Đúng không? Môn nào mà mình học mà càng giá trị chừng nào đó thì càng trả tiền đó, còn môn về về thì trả ít. Hoặc là nhiều khi cho không. Học không đó, về về là cho học không. Nhưng mà những bài học khó khăn đó, những bài học khó khăn là những bài học phải trả giá đắt. Mình lại là không muốn trả giá đắt, cho nên không bao giờ học được những bài học tới tầng xương tủy. Mà cái giá mà mình trả đó là bằng tiền. Còn cái giá mà mình học những bài học trong cuộc đời này là trả bằng đau khổ. Cho nên đau khổ có một giá trị rất lớn trong cuộc đời này. Bởi vì đau khổ chính là giá để trả cho bài học của mình, để thấy ra được bản chất thực của đời sống. Vậy thì bây giờ để tôi luôn luôn con mình nó là tránh được cái tai hại thì bài học quá dễ. Đôi lúc nó gặp khó khăn, có thể nó gặp thất bại, nó có thể nó đau khổ, nhưng mà nó là giác ngộ. Giác ngộ chẳng phải thành công cuộc đời này, thành công cuộc đời khác. Mình thường thường mình sống là mình cứ nghĩ đến thành công trên cuộc đời, mà mình không nghĩ đến là bài học giác ngộ. Cho nên ai sinh ra trong cuộc đời này cũng muốn là mình được hạnh phúc, cũng muốn là mình được an lạc, cũng muốn mình được cái này cái kia, để vì danh vọng gì đó. Nhưng mà chính vì vậy mới đau khổ. Còn nếu xem cuộc đời này là bài học thì tình huống nào cũng là học tốt cả. Cái đó có pháp lo. Cho mình cũng lo được. Mình lo là chủ quan theo bản ngã. Mình làm cha mẹ mình lo con cái mình là mình lo theo cái chủ quan của bản ngã. Một cái nghiệp của nó phải học cái bài học đó thì nó mới được, nó mới lên người. Cho nên nó phải trải nghiệm, nó phải từ trải nghiệm, nó phải từ chiêm nghiệm, nó từ học hỏi để thấy ra được
mà bài học càng khó khăn, càng trả giá nhiều đau khổ thì càng mau giác ngộ. Trời không sợ trời, trời có lập. Nhưng mà chuyện đó là không phải là chuyện mình lo, mà chuyện đó chuyện pháp lo. Bởi vì có một cái điều mà khi mà mình chiêm nghiệm pháp rồi mình mới thấy rằng là không phải cái người, không phải người nào pháp cũng đến theo kiểu này hay kiểu kia, mà là tùy chính bản thân cái người đó mà pháp sẽ đến kiểu nào. Ví dụ như người đó ngã mạn thì sẽ gặp pháp gì, người đó yếu đuối thì sẽ gặp pháp gì, người đó quá cương cường thì sẽ gặp pháp gì. Đó là một điều kỳ lạ của pháp. Cho nên pháp mới là bất khả tư nghị, mới là phải quy y pháp. Bởi vì kỳ lạ cái điều đó. Có những cái mình tưởng là tai hại, nhưng mà thực ra đó chính là lợi ích. Cho nên người ta mới nói là trong phúc có hòa, trong hòa có phúc. Hòa hề phúc chứ sở thị, phúc hề hòa chứ sở phúc. Là vậy. Cho nên đó, mình đừng có quá lo mà lường cái chuyện hòa phúc đó, mà hãy tin rằng là mỗi người sẽ học ra bài học của pháp. Điều này thì nghe hơi khó nghe một chút, bởi vì ở đời thường thường là cha mẹ là cứ muốn con cái sẽ được an lạc, phải được hạnh phúc theo ý mình. Nếu mà các mình bây giờ mình thử được đưa là hai đứa con, một đứa thì nó muốn gì cho đấy, muốn gì được đấy, còn một đứa đó thì nó phải cực khổ làm chút mọi việc gì đó, thì một đứa đó có thể là muốn gì được đấy cho nên nó thành công, nhưng mà nó không giác ngộ. Nói theo người đời cũng phải thành nhân, nhưng mà cái đứa bên này nó cực khổ như vậy nhưng nó lại là giác ngộ, hay là nó là thành nhân, nó chịu đựng được tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cho nên có thể là nếu mà nói rằng là khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu, từ tài có vô nhiễm, thì cái đứa mà chịu nhiều thăng trầm chừng nào đó thì cái đứa đó nó lại là nó mới có thể là có được cái bất đồng đó. Còn cái đứa mà nó chỉ muốn bất đồng thôi, chỉ muốn an yên thôi, cái gì cũng muốn vừa ý thôi, thì sau này là học người ta, người Việt Nam mình gọi là công tử bộ. Có thể là công tử thành công trong đời, nhưng mà nó là công tử bộ. Bây giờ hết giờ rồi, cho nên là ngày mai mình sẽ chết.